thủ đô Berlin nước Đức 20 năm sau ngày tái thống nhất, hình ảnh của Cộng hòa Dân chủ Đức ngày nào vẫn còn hiện diện rất nhiều ở đây. Những bộ quân phục của người lính Cộng hòa Dân chủ Đức và Liên Xô giờ trở thành những vật kỷ niệm cho du khách. Nơi cổng thành Brandenburg cổ kính, có nhiều người dân Đức mưu sinh bằng việc hóa trang thành những người lính xã hội chủ nghĩa, chụp hình với du khách hay bán những bản sao giấy thông hành qua trạm kiểm soát do Mỹ và Liên Xô thiết lập giữa hai phía đông tây của thành phố Berlin năm xưa. Bức tường chia cắt nước Đức một thời hiện chỉ còn vài đoạn được lưu giữ và được thể hiện bằng một lằn gạch kéo dài từ đông sang tây Berlin. Thay cho những hồ hởi ban đầu, 20 năm sau đã có những sự nhìn nhận khác hơn ở nước Đức và trên thế giới. Cũng giống như trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, các nhà tư bản phải tìm đọc lại bộ tư bản luận của các Marx, áp dụng mô hình quốc hữu hóa những ngành kinh tế chủ lực vốn là quan điểm của chủ nghĩa cộng sản để cứu nền kinh tế tư bản, thì 20 năm sau, người dân Đức và nhiều quốc gia khác cũng có sự nhìn nhận lại những giá trị của chủ nghĩa xã hội từng được xây dựng ở Đông Đức cũ. Khảo cứu của hãng thông tấn BBC Anh ở nhiều nước trên thế giới nhân kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ cho thấy một sự bất mãn sâu rộng trên thế giới đối với chủ nghĩa tư bản. Chỉ có 11% người được hỏi tại 27 quốc gia cho rằng thị trường tự do vận hành tốt, còn đa số người cho rằng cần tăng cường quản lý và cải cách hệ thống tư bản chủ nghĩa. Niềm tin vào thị trường tự do đã bị ảnh hưởng đáng kể trong một năm trở lại đây vì tình hình khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu. Báo Washington Post của Mỹ cho biết, nếu năm 1991, theo một cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện, thì 97% người Đông Đức mong muốn mức sống của họ sẽ tốt hơn và có thể tương đương với người Tây Đức trong vòng 2 thập kỷ. Giờ đây, chỉ có 12% người Đông Đức cho rằng mức sống của họ ngang bằng người Tây Đức. Báo Telegraph của Anh viết, trong một cuộc khảo sát mới đây, chỉ có 1 trong 7 người Đức, chứ không phải là tất cả hay đa số. Trong đó, có 16% người miền Tây và 10% người miền Đông cảm thấy thất vọng trước những khó khăn về kinh tế mà họ phải chịu đựng trong suốt 2 thập niên. Tỷ lệ thất nghiệp ở miền Đông luôn cao gấp đôi miền Tây, hiện nay vào khoảng 20%, và lương thì luôn thấp hơn mức lương trung bình cả nước. Báo Telegraph viết, những suy nghĩ như thế không thể nào tưởng tượng được trong buổi tiệc kéo dài suốt đêm mà người miền Tây ôm lấy người miền Đông khi bức tường Berlin mở ra vào 20 năm trước. Trong một cuộc khảo sát do chính phủ Đức thực hiện để biết người Đức hôm nay nghĩ gì về những sự kiện năm 1989, 57% người ở miền Đông nói rằng cuộc sống dưới chế độ cộng sản thì tích cực nhiều hơn tiêu cực. Một kiến trúc sư và nhà quy hoạch ở Berlin tên là Gabriel Habol ở Eisenhauterstadt nói, nghĩ về quá khứ, nhiều người còn nhớ rõ Cộng hòa Dân chủ Đức như thế nào, nó khác xa xã hội bây giờ như thế nào. Tất cả đều có việc làm và sống trong xã hội thật an ninh, người dân không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Giá trị thứ nhất của nó là nó xóa tư hữu, thiết lập chế độ công hữu. Do đó cho nên là trong toàn xã hội không còn giai cấp bóc lột. Tất cả đều là người lao động làm công ăn lương. Và dưới sự điều hành của những người cộng sản, hết lòng vì dân, quên cả chính bản thân mình. Cho nên nó cao trào lao động quên mình của toàn xã hội. Tiến rất nhanh, hệ thống chủ nghĩa tiến rất nhanh. 10 năm Liên Xô trở thành cường quốc, trong đó phải nói là nhanh nhất, hiệu quả nhất là Đức, Cộng hòa Dân chủ Đức. Cái giá trị thứ hai tức là tập trung nguồn lực để mà công nghiệp hóa, xây dựng công nghiệp nặng. Và cái thứ ba của nó là giải quyết những vấn đề phúc lợi xã hội. Vấn đề giáo dục không mất tiền, y tế không mất tiền, và mọi người sống bình đẳng, thân ái, đoàn kết với nhau. Cái thứ tư của nó đó là nó giúp các nước mạc hậu, các nước thuộc địa phụ thuộc chống đế quốc giành độc lập, trong đó có nước ta.
Trước đây ở phương Tây, người ta thường tìm nhiều cách để bôi nhọ chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng ngày nay, khi phải đối mặt với những vấn đề về khủng hoảng kinh tế, xung đột sắc tộc, tôn giáo, đối mặt với chủ nghĩa khủng bố quốc tế, thì nhiều giá trị của chủ nghĩa xã hội đã được nhắc đến như là những giải pháp hữu hiệu nhất. 20 năm sau khi chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu tan rã vì sai lầm trong đường lối lãnh đạo, thì nhân loại ở nhiều nơi đã có được cái nhìn công bằng và chính xác hơn về những mục tiêu mà chủ nghĩa xã hội từng hướng đến. Không phải vô lý khi bước vào thế kỷ 21, phong trào cánh tả ở châu Mỹ Latin đang lớn mạnh. Ở nước Nga, rất nhiều giá trị của Liên bang xã hội chủ nghĩa Xô Viết được phục hồi. Và ở ngay Berlin, thủ đô của nước Đức thống nhất hôm nay, vẫn tồn tại tượng các Marx và Engels cùng nhiều hình ảnh về những giá trị tốt đẹp nhất của chủ nghĩa xã hội. Cùng nhiều tượng đài ghi ơn bao máu xương của người lính Hồng quân trong cuộc chiến tranh giải phóng nhân loại khỏi họa phát xít và tôn vinh các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới, trong đó có cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Không có sự thuận lợi bằng phẳng nào cho mỗi con đường phát triển, nhất là đối với chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, những giá trị tốt đẹp mà chủ nghĩa xã hội hướng đến đã có một khoảng thời gian và những thời điểm quý báu để chúng ta có thể chiêm nghiệm và rút ra những nhận định khách quan về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đó cũng là khoảng lặng cần thiết để nhân loại hiểu một cách thấu đáo hơn quy luật về sự phát triển cao nhất của xã hội loài người. Cái dòng người nhân loại là cái dòng nhân đạo, vì con người giải phóng con người thì nhân loại mãi hướng tới trên cái nền vật chất, cơ sở vật chất dồi dào, phong phú, hoàn thiện thì phải có những giá trị văn hóa, tinh thần, đạo đức, nối sống cả về chính trị, ngoại mặt, tức là tiến đến đỉnh cao của văn minh. Tiến đến chủ nghĩa xã hội là tiến đến đỉnh cao văn minh. Thì tất cả những giá trị đó của nhân loại sẽ hợp lại thành một dòng lịch sử. Tôi cho là nhân loại sau này sẽ hòa đồng là một, tiến lên sợi nhân đạo hoàn mỹ. Thì đấy là cái cơ sở tiến lên thì vẫn xuyên cùng trước hết phải là phát triển sản xuất. Và cái văn minh tin học này, cái kinh tế tri thức này, những cái đó, cái tự động hóa toàn bộ nền kinh tế, những cái đó là cái cơ sở lâu dài, bền vững phát triển nhân loại. Vì chắc chắn là cái mô hình chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 này nó còn tốt đẹp hơn.